Đây là tiếng của con giòn, một số nơi còn gọi là con hon, con hón, con nhóc. Thì nó giống như con nhím đầu, như con chuột á anh em. Thì cái con trên màn hình. Thì bây giờ mình làm, mình có tiếng thì mình mở lên, nó nghe kêu nó sẽ ra nha anh em. Không phải đặt bẫy rồi chờ ngày này qua ngày nọ. Thì anh em đang nghe được là cái tiếng này là cái tiếng thuận cắt ra trong một bản đầy đủ của nó. Và đã bị nhạc chèn vô. Nếu anh em cần thật sự thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận. Thì Thuận cung cấp cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho anh em làm được nhiều hiệu quả hơn và thành công hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chào anh em. Anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được tư vấn rõ hơn. Mong anh em like và subscribe, đăng ký kênh Săn Bẫy và ủng hộ em nhé. Để bên em có động lực để ra tiếp những video tiếp theo hay hơn và mới hơn. Trên mạng rồi.